bằng một LeBlanc, bằng một Vigo và bằng một Dragas, cho nên pha hất tung đối thủ về, hoặc là những pha cấu rễ từ xa đến từ một LeBlanc bóc được lượng bóng rất lớn của đối thủ khiến cho đối thủ bốc hơi luôn chẳng hạn. Nó sẽ là một điều rất tốt cho W. Nhưng cái mấu chốt lớn là một vòng dừng khá lớn dành cho vị trí của Sharpen, và hiện tại lực đồ của anh ta đang nhỉnh hơn so với thời gian đầu tiên. Ôi, Kia đi ra lỗ rồi. Cần phải có sự hỗ trợ cho Kia ngay lập tức, và ngay lập tức View đang di chuyển ra để hỗ trợ cho Kia. Chua tóc biến để tránh khỏi trường hợp anh ta bị View giữ chân lại. Nai đang di chuyển tới, đạp phải cao cao và đang phải mất tóc biến bỏ chạy Silver. Ngay lập tức tóc biến dí theo, và đó là mạng hợp cung cho nên Silver. Silver đang phải lùi ra và sang la vào, chứ bây giờ anh ta hết những pha biến ảnh. Tay đang muốn kẹt tư và cái thằng hoa lực chính xác thư hiện tại đang bị hạn chế. Những pha vẽ khá chết chóc nhưng ta cũng phải chết theo. Chua đang cố gắng kẹt xác thư, xác lớp đang nỗ lực bắn Chua quá đơn độc trước hồng Sumo Stay và sang. W có được mà cầu thứ 3 trong bảng thi đấu này, và đặc biệt hơn so với con rồng. Con rồng hoa kỹ đầu trận chưa thể nào so sánh được với tác động đến tầm con sứ giả, và cú dịch chuyển được dùng đến từ BB, họ đứng úp và đánh đứt Nai. Nhắm vào Nai, Nai đang phải làm tất cả thứ được thể bỏ chạy chính xác thì dùng là quá vừa bị hất về và nằm xuống. Mà hoa cầu thứ 4 cho W và đó là thứ 2 dành cho Stay. Chỉ cần có thêm người như Sharpen ở đứng ở quá xa. Stay có tóc biến. Liệu Stay có thể tóc biến lệ không? Đây nên nhớ Chua ở trong giai đoạn này quyết định ôm người khác, quyết định ôm View. Nhưng View đang được hỗ trợ bởi khổng lồ hóa. Nai đang di chuyển tới, Zoom đang dùng tất cả mọi thứ tài nguyên của mình có thể vào người của View. Và View nằm xuống với tốc độ rất lẹ và thôi. Cuối cùng thì đã được nhắm vào người gần nhất, mặc dù có khổng lồ hóa vậy đó. Thủ thì cái đó họ mới dồn luôn nguồn tài nguyên và nhân sự của họ vào bên trong khu vực hang rồng sớm hơn một tí xíu. Ui, ôi Stay bị kéo cánh khá vô duyên. Và ta phải mất tóc biến. Đây là điều tôi nghĩ W họ không muốn tí xíu nào cả. View đang lùi ra, Top Esports đang nhắm vào Kiriya cũng như là Stay. Rồng đang được khai thác và Top Esports đang nỗ lực để có thể có được con rồng thứ hai trong ván thi đấu này. Nhưng View đang di chuyển tới một pha lăng cũng nhiều người đang chờ đợi hay chăng đây. Rồng vẫn đang được ăn, thùng đủ đã được quăng ra. Siêu và ngay lập tức sử dụng chiêu cú cướp nhân ủa. Sao nó hơi kỳ cục một tí. Nhưng View là người ăn được con rồng. Ui trời đất, mém được bó bằng tay. May mắn thay là Stay vẫn còn tỉnh táo trong tình huống vừa rồi. Vực được chữa thì đang là mục tiêu được nhắm đến với cái tình cực tấp lười. Họ có được con sứ giả cho nên là chắc chắn là họ sẽ có thể dễ dàng khai thác được cái trụ một đường giữa này mà thôi. Nhưng liệu là con sứ giả này hút được vào cái trụ thứ hai không, nên nó sẽ tương đối khó. Stay hết cái súng thiên lý, nó khiến cho cái khoảng cách bắn đó từ Stay nó bị hạn chế rất nhiều. Zoom đang chuyển tới và cái đó tới siêu bông có một tóc biến rờ hút Stay về với vị trí của Zoom. Và Stay mất ánh trăng dẫn lối phó rộng trường để bỏ chạy sống. Anh ta vẫn còn sống trong tình huống vừa rồi bằng một cách nào đó. GCC dùng không đủ thì Tesbox vẫn còn đó một cái trụ để có một cái thế chủ động hơn so với lại với WE. Những con mắt cắm ở ngay khu vực bờ sông rất nhiều, nhưng BBU đang di chuyển tới. Quả thùng rượu chữa siêu bân lại không đẹp, nhưng hết thùng rượu rồi thì liệu BBU sẽ làm gì để bảo kê Stay? Stay đang có tóc biến, Stay đang đứng khá láo. Những cái hậu vệ để giúp cho Stay không bị rỉa máu trong va bẻ vừa rồi. BBU đang bị kéo lại, lượng sát thương dồn hết vào người BBU, được khổng lồ hóa để bảo kê nhưng mà không có chiêu cả. Zaki Lop đang được bó tại nhóm với người Kiriya. Kiriya quá mỏng và ta đang bị khai thác, đã bị dứt điểm. Hương Phấn đang được bắn liên tục vào người Stay. Stay nằm xuống mà hai phép bổ trợ vẫn còn làm chậm được sang. Tại sao BBU lại tự tin đến như thế? Nên nhớ ngoài của đối phương, BBU vòng ra tiếng sau đã bị lộ vị trí rồi. Set của Zoom còn dịch chuyển nha, anh ta có thể dịch chuyển vào hàng tá. Những con mắt đang cắm rất sâu ở trong phần rừng bùa xanh của đối phương để thực hiện những tình huống phản công. Nhắm vào Chua, lượng sát thương dồn liệu có đủ hay không? Đây, Biu đã bị cản lại, nhưng Sang vẫn kịp chức điểm được hỗ trợ. Ui, sát thương kìa. Ô chiêu cuối của Nai kìa, nó quá khủng khiếp. Bảo điện tử nó trực tê tê toàn bộ đội hình của W. Biu đang phải chạy ra, hãy nhìn những nét vẽ tới lửa đạn đạo siêu đẹp mắt đến từ Saki Love. 7 năm cho Top Esports và họ không chỉ hướng vào cái trụ thứ hai đường trên, họ đang hướng vào cái trụ thứ hai đường chữa nữa. Quá nhiều những mục tiêu được chọn đến từ các thành viên của Top Esports và họ tương đối thành công. Zoom có dịch chuyển nhưng anh ta quyết định là không dịch chuyển cho thứ vừa rồi, bởi vì anh ta biết rằng đồng đội của anh ta hoàn toàn có thể lo được. Người nằm xuống chỉ là một hỗ trợ đau đớn mà thôi. Phía cánh này thì đó là một thùng bán mình thương lao vào tấn công. Sang đang nỗ lực dứt điểm và ta dứt điểm được sao thủ đối thủ, nhưng phía cánh này Stay đang bị ôm, Stay đang bị hung hít bởi Zoom và Zoom đấm chết được Stay trong pha này. Tiếp theo sẽ là Kiriya. W gây sát thương quá chuẩn và Zoom với liên tiếp những mã cũng sang lao tới. Nhưng giải thích của Sang nó không hề có bất cứ một cái tác dụng gì cả. Vẫn đang là Zoom với những tình huống lên tiếng cần thiết khi mà Zaki Love có những pha quan game không đáng. Tôi sắp bắt đầu có dấu hiệu out đồ. Zaki Love đã 3 đồ rồi. Nai cũng 2 đồ giữa đánh nhau rồi. Đánh nhau đó là tình huống hất về. Chua vẫn đang sống trong đó. BBU thì không may mắn rồi. Zoom đang ôm Zaki Love, anh ta nhắm vào người của Stay. Anh ta chính cần Nai có được mà hợp cục. Will đang phải bỏ chạy. Zaki Love bắn và chưa kích được Hưng Phấn. Bùa đỏ đốt chết được nha, chứ không phải là Hưng Phấn. Và Zaki Love đã có được mà cũng bây giờ họ đang hướng vào cái trụ thứ ba khu vực đường dưới mà không ai bảo kê nổi cả. Một mình Sang là không đủ. Tesbox họ đang suy nghĩ tới cái nhà chính, họ đang suy nghĩ một cái nhà lính bự hơn, đó là cái nhà chính.
vẫn có thể sẽ dịch được chuyển. Bởi vì chỉ với một mình Gedeja và Sang thôi là cảm giác là không đủ. Sang bắt đầu bơi vào nhưng quá nhiều sát thương dùng, chưa dứt điểm Zaki lớp. Zaki lớp chỉ bắn cái bóng nhưng không sao, bản chính này bị gây sát thương vẻ quá đẹp và nay có mẹ cục đạt trường trọng lực. Gedeja đứng kẹt bên trong và bắt buộc phải sử dụng những hướng di chuyển tốt nhất của Hulu để bỏ chạy. Nhà chính sẽ bể và Top Esports sẽ có chiến thắng ở trong ván thi đấu thứ 3 này. Một ván thi đấu có vẻ như là nhanh gọn hơn rất nhiều so với ván